Làm thế nào để chọn lựa được bộ giường tầm người lớn bền đẹp? Đó là những đánh giá về kiểu dáng, kích thước, kết cấu và chất liệu. Việc sử dụng giường tầng sẽ mang đến hiệu quả bất ngờ trong việc tiết kiệm diện tích sử dụng phòng. Về kiểu dáng, nếu bạn yêu thích nhẹ nhàng, thì chọn mua mẫu giường tầng người lớn theo phong cách đơn giản, hiện đại sẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Còn đối với những ai hướng tới sự độc đáo, phong cách thì chọn mua giường tầng người lớn phong cách hiện đại kết hợp giá sách hay hộc tủ sẽ là giải pháp tốt nhất dành cho bạn. Về chất liệu, những mẫu giường tầng bằng gỗ tự nhiên được nhiều người yêu thích và sử dụng bởi chất liệu tự nhiên thân thiện với môi trường sống với độ chắc chắn cao mà lại bền đẹp trường tồn với thời gian. Về kích thước, tùy vào nhu cầu và diện tích của căn phòng mà bạn có thể đưa ra nhiều sự lựa chọn về kích thước giường tầng người lớn. Thông thường, giường thường có kích thước là 1m, 1m2, 1m4 hay thậm chí cả giường tầng cỡ rộng cho cả gia đình nằm chung với kích thước 1m6. Chọn giường tầng gỗ người lớn làm từ gỗ tự nhiên mang vẻ đẹp gần gũi, ấm cúng và thân thiện với môi trường. Những bộ giường tầng gỗ dành cho người lớn luôn có tuổi thọ cao. Mẫu giường tầng gỗ người lớn được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên luôn làm người sử dụng nó cảm thấy chắc chắn, vững chãi, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Nếu bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu một chiếc giường tầng gỗ đẹp, chắc chắn dành cho người lớn, hãy qua ngay dreamhome.vn để được hỗ trợ nhé.